Nhà trường không dạy giáo dục nhân quả, xã hội cũng không dạy. Thế thì mỗi gia đình chúng ta có dạy cho con cháu học làm người hay không? Chữ giáo, trên làm dưới theo. Chữ dục là nuôi dưỡng, che chở, ưa mầm. Người lớn không học thập thiện lại còn làm thập ác, thì sự giáo dưỡng chỉ dạy cho con cháu mai sau là gì? Là tham sân si, là cạnh tranh, nâng lên đấu tranh rồi đến chiến tranh. Khi cùng quốc gia, cùng vùng miền, cùng thành phố, cùng lưu ngôn ngữ, còn không thể thông cảm, nâng đỡ cho nhau. Dù người lạc quan vẫn không tìm được điểm sáng cho xã hội tương lai. Chào các bạn trở lại. Chúng ta đang sống trong xã hội động loạn, giáo dục kém, người trẻ lạc lối. Giả dụ một người bị tuyên án 9 tháng tù, nếu có theo dõi sự việc, bạn cảm thấy thế nào? A. Thỏa đáng. B. Không thỏa đáng, còn quá nhẹ. C. Không có ý kiến. Giả dụ cô Trang bị tuyên án, bị bên kiện là cô Khanh. Sau khi thắng kiện, cô có hài lòng không? Nếu có, đó chỉ là sự hả dạ, chiều cái ngã của mình, rồi tiếp tục tạo ra oán với người khác. Dù có hay không là quyền của cô và những người liên quan, chúng ta hoàn toàn không can dự. Người bị tuyên án, cô ấy có hối lỗi, biết sám hối hay không? Cũng không can dự đến chúng ta. Dù bên nào trong hai bên, họ vẫn còn trong vòng ân oán, làm sao có những phút giây thanh tịnh? Khi vận khí suy, không chỉ có người đã gây oán, những chúng sinh ta đã vô tình và cả oán gia trái chủ sẽ tìm đến. Có nợ ắt có đòi, vô thường tới không kịp hồi tâm chuyển ý, lại đi theo việc cũ. Về phía tòa tuyên án 9 tháng, nếu số đông theo A và theo B, tức cảm thấy thỏa đáng và không thỏa đáng còn quá nhẹ, thật là một sự thất bại của nền giáo dục nước ta. Từ giáo dục xã hội đến giáo dục gia đình, ngày nay tư tưởng chúng ta bị tác động bởi truyền thông, nhưng cốt yếu vẫn từ giáo dục nhân quả của ông bà cha mẹ xưa kia và cả từ nhà trường. Thấy một người bị nạn, ta không tỏ ra cảm thông hay thương tiếc, ít nhất không nên để trong tâm. Đằng này dùng lời bất thiện, ý bất thiện, tư tưởng này sẽ được cho con cháu thấm nhiễm. Chúng sẽ tiếp thu, thấm nhiễm thật đau lòng. Ra tay hại người là thân làm ác. Dù người bị án, ta không chạm họ, nhưng khi thị phi, tán thán, miệng nói, tai gõ, chính là miệng và thân tạo ác nghiệp. Thân và miệng tạo nghiệp, tức trong ý đã có ác nhân. Thân, miệng, ý là ba nghiệp trong thập thiện. Không học thập thiện thì hành thập ác. Tư tưởng chúng ta sản sinh từ trường, đưa chúng ta đến nơi, người cùng tần số. Nếu ta tán thán, người nói lành, làm lành, nghĩ lành, nhưng ta lại có từ trường nghịch với họ, không thể nào có sự dung hòa được với họ. Xã hội động loạn, một ý niệm sân là thắp thêm một ngọn lửa. Quá nhiều người tán thán việc làm ác, tán thán người hoạn nạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều gì giúp cho một quốc gia, một vùng, một gia đình được hưng vượng an hòa lâu dài? Quân sự không thể, chính trị không thể, kinh tế càng không thể. Chỉ có giáo dục nhân quả mới có thể xoay chuyển. Ở xã hội chúng ta, y tế quá kém, luôn bị than phiền. Giáo dục lại không có tương lai. Ngày nay ở nhà trường dạy gì? Dạy thi đua, dạy học nhiều môn, nhiều giờ, dạy tranh giành đoạt lợi. Những trường chất lượng,
họ tuyển sinh dưới chất lượng, miễn là phụ huynh đáp ứng được tiêu chí lẫn chi phí. Chúng ta, những bậc cha mẹ, đứng ngồi không yên qua mỗi kỳ thi của con cái. Mỗi lần chuyển trường là gom góp tiền, chạy đông chạy tây, mong sao con được vào trường tốt. Cái gọi là trường tốt ấy không dạy làm người, mà chúng ta vẫn phải nhập công cho con vào. Tất thảy là kết quả của sự cộng nghiệp. Nhà trường không dạy giáo dục nhân quả, xã hội cũng không dạy. Thế thì mỗi gia đình chúng ta có dạy cho con cháu học làm người hay không? Chữ giáo, trên làm dưới theo. Chữ dục là nuôi dưỡng, che chở, ươm mầm. Người lớn không học thật thiện lại còn làm thật ác, thì sự giáo dưỡng chỉ dạy cho con cháu mai sau là gì? Là tham sân si, là cạnh tranh, nâng lên đấu tranh rồi đến chiến tranh. Khi cùng quốc gia, cùng vùng miền, cùng thành phố, cùng lưu ngôn ngữ, còn không thể thông cảm, nâng đỡ cho nhau. Dù người lạc quan vẫn không tìm được điểm sáng cho xã hội tương lai. Cái tương lai mà ta mong con ta được an nhàn, mong ta được hạnh phúc, bù đắp thật nhiều tiền bạc công sức cho con cái học hành thêm tri thức. Giáo dục nhân quả là dạy làm người. Nếu nói điều này có thể nói không cùng tận. Cải Toàn nói đơn giản cho chư vị hiểu như sau: 1. Dạy người tiếp vật chân thành. 2. Dạy người kính thiên địa quỷ thần. 3. Dạy người với tự nhiên. Chư vị hãy bình tâm mà suy xét, có mong cầu một tương lai tốt đẹp không? Có hy vọng con cái mình ở trong môi trường an lành? Hãy tự suy xét và tự tu sửa. Để một vùng hương thịnh, an lành, xã hội nơi chúng ta sống, ở trường không có sự giáo dục nhân quả, mỗi gia đình có thể dạy con cháu học làm người. Xã hội và gia đình là hai yếu tố lớn trong giáo dục. Thứ ba là tôn giáo. Dù chư vị theo tôn giáo nào, đọc kinh và ứng dụng theo kinh, đó chính là sự giáo dục chân thiện viên mãn. Tiếc thay, nhiều vị hướng Phật lại không dành thời gian đọc, hiểu kinh và ứng dụng vào đời sống, vì còn bận cơm áo gạo tiền. Ở đây Khải Toàn chưa nói đến những chuyện ta đã tạo trước kia, những nghiệp ta đã tạo, lại chưa biết sám hối. Nghiệp tạo trực tiếp lẫn gián tiếp. Giả dụ trực tiếp là ta cố tình tạo khẩu nghiệp, gián tiếp là người theo nhóm bên kia hay người nghịch quan điểm bất đồng với ta. Thế là tự dưng ta tạo thêm bao oán. Oán nên giải không nên kết. Người khéo tu sẽ không thấy lỗi của thế gian. Trước ta gieo 10 lời, nay ta nhận đủ 10 lời. Nhận hết 10 lời vẫn còn nhận là ta đang tạo nghiệp lành. Người trí không mang ngọn lửa oán giận để âm ỉ trong lòng chính mình, vì ngọn lửa sân giận sẵn lòng bộc phát bất cứ lúc nào, sẵn lòng bộc phát bất cứ khi nào lên người thân chúng ta. Người thân là người ta cho rằng họ thân thương, thật không hợp lòng khi chất chứa oán khí trong lòng để trút lên họ. Người khéo tu sẽ không thấy lỗi của thế gian, vì toàn thấy lỗi của thế gian sẽ không thấy lỗi của chính mình. Xã hội đồng loạn, giáo dục kém, người trẻ lạc lối là hệ quả của trước kia. Một lần nữa, nếu chư vị yêu thương con cháu, hãy phát nguyện giáo dục nhân quả cho con cháu. Đó chính là linh đơn kỳ diệu. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.